Hồ Tây vốn là lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội. Thế nhưng trong thời gian gần đây, những hộ dân sống ven Hồ Tây liên tục phải lên tiếng về tình trạng ô nhiễm của hồ. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Gia đình chị Minh sống ven Hồ Tây. Vị trí tưởng như đắc địa này lại đang mang đến cho gia đình chị không ít phiền toái. Ô nhiễm, không khí khu vực này đặc quánh mùi hôi tanh. Lo lắng cho sức khỏe, chị Minh đã phải tự bỏ tiền túi để thuê người nạo vét hồ khu vực gần nhà. Đống rác này là một nửa những gì thu được. Với cái tình trạng môi trường của Hồ Tây này được cải thiện, nên là tôi ngày hôm qua thì thuê người lao động để mà vớt rác ở dưới Hồ Tây lên. Người ta 5 người đàn ông khỏe mạnh để người ta, thứ nhất là người ta cào những rác thải lên, và thứ hai là người ta phải xúc rác từ dưới vận chuyển lên. Người ta sử dụng, tức là ngày hôm qua thì rất nhiều bao tải đổ vào bao tải rồi, nhưng mà lúc đấy thì không kịp đi mua bao tải thì người ta đành phải đổ ra đây. Và tôi cũng đang tiếp tục thu gom thêm để sẽ thuê một cái chuyến xe là vận chuyển rác đến cái nơi mà cần có thể để đổ được rác ấy. Người đàn ông này sống ven Hồ Tây đã lâu. Trước đây chưa khi nào ông nghĩ mình có thể đứng tại vị trí này để câu cá. Tình trạng đổ rác thải xuống hồ cùng với mực nước hồ cạn kiệt đã khiến đáy hồ cao lên, trở thành vỉa đất có thể đứng được như thế này. Hồ thì bây giờ là ô nhiễm bởi vì là những cái nước thải là toàn từ dân ở trên phố với cả dưới này nó thải ra. Và còn về cái vấn đề đất cát ở đây này thì là từ xưa đến nay ấy, là khi mà làm kè xong ấy là bản thân chú nhảy xuống ấy còn tắm được, nước nó còn đến ngực. Nhưng bây giờ người dân người ta xây nhà, người ta không có ý thức, người ta đổ hết cả phế thải ra đây thì tự dưng cái bờ nó cạn, nó bẩn. Ô nhiễm Hồ Tây là thực trạng có thể cảm nhận bằng cả thị giác và khứu giác. Cả một góc Hồ Tây của khu vực đường Nguyễn Đình Thi nổi váng dày đặc, đe dọa sự sống của các loài thủy sinh. Cách đó vài trăm mét, bãi cạn này đang ngày ngày phô diễn mức độ ô nhiễm của hồ. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý mực nước và chất lượng nước của Hồ Tây, thì kết quả quan trắc chất lượng nước gần đây cho thấy Hồ Tây đang trong tình trạng ô nhiễm hữu cơ, thậm chí ở mức siêu phú dưỡng.